với lúc nãy còn Vin đó, nó khác biệt nhiều lắm. Hồi nãy Vin nó chạy nó yếu xìu, giận nó không đi luôn. Rồi ok, anh em mới yêu cầu hai mình ha. Rồi, làm nồi có bảo hành 5 cho anh em luôn nha. Nhẹ rồi ha. Ừ, đó, mạnh. Lái xe qua đây chạy như cái xe yếu hơn 125 nữa anh em. Nó bị hư từ bé, giận nó bò không. Đâu rồi đó. Nhẹ nhiều không? Ờ, nhẹ nhiều luôn á. Hồi nãy dặn chưa được 120 nữa. Giờ lên 160 mấy luôn rồi. Ủa, nghe nói quyền đang bị cái hội dung cơ đầu yếu xìu rồi. Nó chết tay bé rồi, nó chưa được 120 nữa. Chứ bình thường xe này Vin dặn lên được 130, 130 mấy á. Quay trước thì làm cho anh em xem nha. Rồi Vin lên tới đây rồi. Tao mình làm cho nó leo dây vào đây. Mở hết đồ, nhẹ bốc hơn, mạnh hơn nha. Ok. Cái thắt này nó bị chết cái TPS đó anh em. Rồi xong rồi bị tình huống hơi lạ nha. Nó muốn gãy luôn rồi. Cái mạch điện nó không có hoạt động á. Dạ thấy không? Lùng lai thấy không? Cái pin đó nè, pin đó nó cứng luôn. Rồi thay cái khác. Cây hin. Rồi ok, giờ lắp vô. Còn cái nồi với thay lọc gió nữa. Chỉnh lại luôn. Đây chiếc HH Việt Nam 2018 150. Còn xe này thôi mình thay cái TPS. Rồi mình làm full nồi mở tua. Quay ảnh bị mẹ độ, rớt theo bài nó mở cái tua hết này luôn. Còn riêng hồi nãy lên tới đây. Xe này nãy chết TPS rồi nó lên nữa hơn 110 mấy. Rồi. Ok. Rồi, 4 thay lọc gió đồ chơi giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, chạy nhẹ bốc nó thao xăng hơn nha. Nó Vin chạy thời gian nó đóng bụi nữa không. Rồi mình thay cái kiến 744 luôn. Rất là đẹp, nhìn nó gọn hả anh em. Nhìn nó rất là gọn luôn. Rồi ok, bây giờ mình lắp vô. Mấy xe ở đây là mình dán kiến này không. Nó thật ý rồi đó không. 350 rồi. Ok. Đây, cái đặc biệt ok, làm lại nồi xong mình test cho anh em xem nha. Mở tua lên hết luôn. Lên hơn 160 luôn, 160 mấy luôn. Rồi rất là êm ái ha, không có rung ra đầu nữa, rất là nhẹ nhàng. Và anh em bảo hành 1 năm luôn nha, nó mở tua ở đây luôn rồi. Hồi nãy Vin lên tới đây thôi. Đó, ok, mình lắp lại cho mình test cho anh em xem nha. Đây, đọc công việc của anh em nha, HH Việt, Rick Thái, Winner, 300 mi.
350 nồi vô gió thì lăn làm máy, mình làm nồi phải xì dọn, mình làm đầy đủ hết nha anh em. Nhà còn 350 nhiều lắm. Nhà còn số xe đang làm, đang dọn ăn Tết. Đây, bộ 3 xe SH350, 3 chiếc SH300, SH Ý, mô tô. Cố gắng làm xong xe cho anh em khách nha. Bao lều luôn, đá người cho nó xong làm nó chạy. Mấy kia làm gì lại. Ủi. Để xong làm chắc lúc á. Xéo lại luôn. Ông ăn cái kia.